xin thân mến chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Talk Show Gõ Cửa Trái Tim. Quý vị ơi, với thông điệp lạc quan và yêu đời là vitamin tốt nhất cho sức khỏe và sắc đẹp, đó là những điều mà chương trình muốn gửi đến tất cả quý vị qua phần chia sẻ của các khách mời về câu chuyện nghề nghiệp nè, cũng như là cuộc sống của họ. Có một cô gái mà Ban biết được trong showbiz, cô ấy rất là yêu bản thân của cô ấy theo một cái cách rất riêng và để lại một cái ấn tượng mạnh mẽ cho tất cả quý vị khán giả khi mà xuất hiện trước công chúng. Cô ấy yêu bản thân bằng cách là tập luyện thể dục thể thao để có vóc dáng đẹp nè, và yêu bằng cách là có nguồn năng lượng cực kỳ là tích cực. Cô ấy là ai? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người mẫu Mai Ngô quý vị nha. Mai Ngô xin chào khán giả của chương trình và chào chị Bảo Anh. Hôm nay mình rất vui khi được nhận lời mời đến làm khách mời cho chương trình để truyền cảm hứng cho mọi người. Bảo Anh vẫn còn nhớ đến Mai Ngô qua những cái cuộc thi mà bạn thi. Phải nói nhớ nhất đó là cuộc thi cách đây 5 năm là The Face Việt Nam. Mai Ngô có một cái cá tính rất là riêng biệt và cũng nhận được rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều khác nhau. Tuy nhiên rằng là thật ra là trước đó Bảo Anh đã có dịp biết với Mai Ngô rồi. Đó là Mai Ngô hay đi làm mẫu cho những cái thương hiệu mỹ phẩm. Bởi vì khi mà gương mặt của em trang điểm lên thì nó có một cái nét đẹp mà nó không có bị trùng lắp với những cái nét đẹp khác. Nó khỏe khoắn, nó năng động, nó cá tính, nó riêng biệt lắm. Không biết là những cái gì mà chị chia sẻ về em có đúng với tính cách của em bên ngoài không? Như chị thấy rồi đó, em như thế nào thì mọi người sẽ cảm nhận được như vậy. Tại vì mình lúc nào cũng là thật. Và cái cá tính của mình nó mạnh, nên là khi mà mỗi cái việc mình làm nó đều mạnh mẽ, nó đều tỏa ra một cái nguồn năng lượng mà người ta nhận vô là người ta sẽ thấy được nó là như vậy luôn. Chị thấy rõ ràng nhất khi mà bây giờ trong cái thời gian gần nhất đây là em thể hiện một cái thế mạnh nữa của em. Chị nghĩ là như vậy, đó là ca hát. Và đặc biệt là với rap. Yeah. Em rap một câu trong cái bài hát mới của em vừa ra mắt. Bài KML đúng không? Yeah. Rất là ấn tượng. Yeah, bài đó thì có một cái câu đó là Think I can rap cause I'm a model, I don't stay in the shadow. Think I can rap cause I'm a model, I don't stay in the shadow. Nó có nghĩa là nghĩ mình không thể nào rap khi mình là người mẫu hả? Nghĩ mình không thể nào rap khi mình là người mẫu hả? Thì tôi không bao giờ ngồi trong bóng tối đâu, tôi không bao giờ gọi là chịu như vậy đâu. Tôi sẽ thể hiện cho mọi người thấy là tôi có thể rap. Đó có phải là cái định hướng về nghệ thuật của em trong thời gian sắp tới, khi mà đã nhiều người biết đến em với vai trò là người mẫu rồi, và bây giờ em muốn là dạo chơi với cái vai trò là ca sĩ rap, hay là em thật sự nghiêm túc và em muốn định hướng cho tương lai cho cái lĩnh vực là một rapper chuyên nghiệp? Nói đến rap thì em rất là yêu rap. Tại vì mình xuất thân là một cái hip hop dancer, và mình nghe nhạc rất là nhiều. Khi mà mình nghe nhạc thì mình lại cảm thấy là có nhiều cái nhân vật ca sĩ rapper mà mình thấy thích, giống như là Cardi B, Nicki Minaj, rồi Doja Cat. Thì khi mà mình thấy những cái lời hát của họ rất là hay, rất là ý nghĩa, kiểu nó cá nhân nhưng mà nó lại có một cái câu chuyện trong đó, thì khi mà mình nghe cái nhạc của họ thì mình thấy thích rap và mình bắt đầu rap. Có nghĩa là âm nhạc của những thần tượng mà em hướng đến, họ có một cái cá tính riêng biệt và họ cũng phản ánh thật cái cuộc sống của họ vào trong cái bài hát. Có nhiều người nói em là Cardi B Việt Nam đó. Em nghĩ như thế nào? Thì thật ra là Cardi B là thần tượng của mình. Khi mà mình mới chơi rap thì tất nhiên là mình vẫn còn non lắm. Người ta nói mình giống thần tượng thì mình cũng thấy vui. Nhưng mà để mà định hướng nghiêm túc trong cái lĩnh vực âm nhạc của mình thì mình nên có một cái hình tượng mà người ta có thể nhớ đến, một cái gì đó mà nó rất là Mai Ngô của người mẫu. Thì trong thời gian sắp tới thì em cũng có những cái plan để mà mình có thể xây dựng nhiều cái dự án nó mang cái hình ảnh của mình hơn, là để mà người ta nói mình giống Cardi B. Bây giờ thì chị thấy rằng là nói về cái con đường rapper thì cũng có rất là nhiều cái cuộc thi dành cho các rapper. Thật ra là em có đi casting rap Việt. Nhưng mà lúc đó mình còn mới quá, mình vừa mới chơi rap thôi. Thì em bị rớt, chị em bị rớt rất là vô duyên luôn.
tại vì rap Việt nhưng mà mình đến mình rap tiếng Anh. Nên là mình không có đậu casting, nhưng mà trong cái thời gian sắp tới thì mình đã biết được mình còn thiếu những cái gì trong âm nhạc và mình sẽ hoàn thiện nó để mà mình sẽ ra những cái dự án âm nhạc của mình thôi. Và nếu mà có một cái chương trình nào phù hợp thì mình sẽ xem xét. Tại vì mình lúc mà mình đứng trên sân khấu á, mà mình rap xong rồi có kết quả liền á, thì mình cũng đã biết rồi. Thật ra là chưa có lên sân khấu rap là mình cũng đã biết được như thế nào rồi. Tại vì cái tiêu chí nó cứ lồ lộ ra trong cái phần mà mấy bạn cast trước á, mình thấy người ta rớt. Những cái người mà chơi rất là lâu năm người ta cũng rớt. Rồi nói chung là khi mà nhiều cái bạn đến cast gì á, mình thấy từng người một đi ra về thì mình biết được là mình lên mình cũng sẽ rớt thôi. Đó là điều đương nhiên tại vì mình còn mới mà. Mỗi rapper sẽ có một cái dấu hiệu nhận biết riêng, đúng không? Một cái phong cách riêng. Thế thì cái kế hoạch của em sẽ là gì để làm nổi bật cái phong cách đó của em? Thì vẫn là một Mai Ngô mà mọi người biết đến, nó rất là cái tôi cá nhân, rồi rất là hơi dị biệt một tí xíu. Nhưng mà thật ra thì đối với em nó không phải là dị biệt, mà nó chỉ là một cái gì đó nó cá nhân của mình hóa lên. Và mình nghĩ là sẽ có nhiều cái cá thể giống như mình, và người ta nghe nhạc của mình người ta sẽ thấy thích mình. Thật ra thì để trở thành một nghệ sĩ mà được nhiều người biết tới thì chị cũng tham gia trong cái nghệ thuật, dù không phải là ca sĩ, người mẫu, hoa hậu, nhưng chị biết được rằng nó có rất là nhiều những cái yếu tố. Ví dụ như là có được nhan sắc trời cho hay không, nếu có bạn là một lợi thế. Thứ hai là có tài năng hay không, nếu có nữa lại là thêm một điểm cộng nữa. Thứ ba nữa là gì, là may mắn, có may mắn hay không. Và một yếu tố nữa bây giờ không thể không nhắc đến, đó là yếu tố tài chính. Rõ ràng nếu như là một người có đủ tài chính và biết vận dụng nó một cách thông minh, bạn sẽ đi lên rất là nhanh. Nhưng chị biết là Mai Ngô không phải là một người quá dư dả về mặt tài chính. Chưa kể rằng là chị biết em cũng là một cô gái gọi như là tự lập từ rất là sớm, không dựa dẫm vào gia đình, đúng không? Vậy thì liệu vấn đề tài chính có phải là một trong những cái áp lực trong cuộc sống của em hay không? Đặc biệt là với cái việc là kế hoạch cho cái nghệ thuật của mình chẳng hạn. Thực ra thì đối với tài chính thì em sẽ thích nghi theo từng thời điểm. Khi nào mình làm nhiều tiền thì mình sẽ chi nhiều, cái điều đúng rồi. Nó đương nhiên là vậy. Khi mà mình không kiếm được tiền nữa thì mình sẽ hạn chế những cái việc chi tiêu của mình lại, và mình bắt đầu tập cái lối sống nó gọi là tiết kiệm hơn, để sao cho cái vấn đề tài chính nó không có quá nặng đầu về quá làm mình nặng nề về cái suy nghĩ. Và mình chỉ dành cái thời gian của mình để mình tập trung vào những cái việc mình làm thôi. Chứ mình không phải suy nghĩ đến việc kiếm tiền để mà mình trang trải cuộc sống. Nhưng mà tài chính cũng là điều mình nghĩ đến khi mình ra những cái sản phẩm chứ. Ví dụ như chị nhớ là khi em ra cái sản phẩm đầu tay về rap, thì em nói rằng là em đã sử dụng hết cái tiền của em cho cái sản phẩm này, đúng không? Nhưng mà em sử dụng hết thì em phải kinh doanh mà, em phải tái. Em phải có cái thu nhập từ nó. Thì liệu rằng là cái bài toán lần này em là bài toán đúng hay sai, hay là vẫn chưa có cái kết quả của mình? Thật ra em may mắn là đến với rap thì được mẹ em rất là ủng hộ. Và mẹ em là người tài trợ cho em cái MV đầu tiên. Nhưng mà mình không thể nào mà gọi là cứ tiếp diễn là MV thứ 2, MV thứ 3 đều là tiền của mẹ hết. Thì mình vẫn hàng ngày mình vẫn phải chứng minh. Mình phải tìm cách để mà mình tìm được cái nhà gọi là cái nguồn đầu tư của những cái nhà phát hành. Có nghĩa là đại gia đầu tiên của em là mẹ rồi, mẹ đó, rồi đó. Nhà đầu tư rồi đó, đúng không? Cái gọi như là trong kinh doanh là cái vốn đầu tiên, vốn điều lệ đầu tiên của em là từ mẹ rồi đó. Rồi bây giờ là em đang cố gắng thể hiện mình để kiếm được những cái nhà đồng tài trợ để cho em có thể tỏa sáng cái tài năng của mình. Thực ra thì trước khi mà mình ra cái đầu tiên á, thì mình đã có được những cái sản phẩm dài hạn tiếp theo rồi. Thì trong thời gian sắp tới em sẽ ra mắt nhiều cái sản phẩm âm nhạc hơn để mình có thể khẳng định được cái khả năng của mình trong con đường âm nhạc, để người ta có thể thấy được là ở cô này như thế nào để người ta có thể đầu tư. Nhưng cái đó là tương lai, chị muốn nghe được cái câu chuyện rằng là để em bắt đầu cho rất nhiều những cái kế hoạch tương lai đó thì em đã gọi như là rèn luyện mình như thế nào? Thì
đầu tiên nó là phát nó phát triển từ những cái gọi là cái thời gian mà em gặp sự cố scandal á. Đầu tiên từ nỗi buồn nghe nhạc. Từ nỗi buồn xong rồi khiến mình nghe nhạc nhiều và bắt đầu mình tìm cái nguồn tích cực từ âm nhạc, và mình bắt đầu rèn luyện tập hát. Xong rồi mình chơi rap, và cái thời gian để mà mình làm quen với phòng thu nó cũng dài lắm chị, khoảng 2 năm. Wow, 2 năm ấp ủ. Dạ, 2 năm ấp ủ để mình có thể gọi là mình là newbie, mà mình phải đến phòng thu, mình phải nghe người khác thu, rồi mình thấy cái quá trình người ta làm nhạc thế nào thì mình bắt đầu học hỏi. Và sau đó thì mình sẽ rút ra được cái kinh nghiệm, cũng giống như là những cái gọi là cái tip để cho mình khi mà mình đứng trên cái micro, mình bắt đầu học được những cái mà nó rất là mới, tại vì rap mà nó cũng rất là mới ở đây, nên là nó chưa có những cái bài học nào hết để mà có thể cặn kẽ cho mình, để mà mình có thể đi từ cái bài số 1 đến bài số 10 chẳng hạn. Thì mình phải học nhìn người khác, nhìn những rapper khác người ta thu như thế nào thì mình sẽ bắt chước. Hiện tại cũng có rất là nhiều nhà phát hành, có cái nhiều cái chính sách khác nhau, thì mình vẫn tìm ra một cái nhà phát hành hợp với mình về hình ảnh cũng giống như là về cái chiến lược. Hiện tại vẫn đang tìm kiếm đó. Có nghĩa rằng có lời đề nghị, nhưng mà em cũng muốn là cái điều gì đó nó cũng cẩn trọng để giữ được cái nét riêng của mình, đúng không? Nhưng mà khi mà mình đón nhận quá nhiều luồng ý kiến rằng là Mai Ngô khác người, Mai Ngô cái tiêu chuẩn không phải là cái tiêu chuẩn hình thể vàng cho người mẫu hay là hoa hậu gì đấy, thì em nghĩ sao về những cái luồng ý kiến đó? Em có thấy buồn không? Khi mà mình không phải là tiêu chuẩn vàng, cái cơ hội để mà mình trúng được một cái show nào đó nó rất là ít, và nó làm cho mình không có được ưa chuộng lắm. Thường thường thì người mẫu ở Việt Nam này thì họ sẽ mảnh khảnh, nhưng mà mình thì sporty thì lại mang cho mọi người có một cái năng lượng khác của một người mẫu. Đó là một cái dấu hiệu nhận biết nhất định. Về cái tên Mai Ngô thì mọi người vẫn sẽ nhớ đến. Có nghĩa là mình sẽ không có đi theo cái hướng là chiều chuộng thị hiếu đám đông, mà mình sẽ rằng là khác biệt, lạ, giống như là sản phẩm thì có limited vậy đó. Chị có một cái thử thách nhỏ nhỏ cho em nha. Thì không biết em có biết làm thơ hay là làm những cái câu đối không? Tại vì chị sẽ có ba cái câu lấy từ nhận định của khán giả. Có thể là những cái nhận định này nó mang một cái phần nào đó hơi tiêu cực, nhưng mà chị muốn là em sẽ có cái phần đối đáp bằng hình thức là thơ hay là một cái câu nào đó, rap cũng được nha. Không chân mày mà mắt em hai mí, ăn hơi nhiều nhưng mà em nặng ký. My body, my joy, cause I'm free, khén em xin cứ gọi là hợp lý. Không thi hoa hậu thì lại hơi phí. Think I can rap cause I'm a model, I don't stay in the shadow. Đó có nghĩa là bạn nghĩ mình không làm được, nhưng mà mình sẽ chứng minh mình không bao giờ theo suy nghĩ của bạn. Quá hay, rất là thông minh đúng không quý vị? Ba câu là đối đáp rất là tài tình luôn. Chị cho em 100 điểm. Không chị. Nhưng mà hồi nãy trong cái phần là Mai Ngô không nên thi hoa hậu, thì chị muốn hỏi rằng là, tại vì em cũng thi khá nhiều cuộc thi nhan sắc trước đây, mà hồi xưa chị nhớ khi mà em mới bắt đầu gia nhập showbiz á, thì em định hướng của em là em thích thi nhan sắc đó, đúng dạ, không? Đúng rồi. Rất thích. Chuyển từ vũ công sang là làm người mẫu, thi khá là nhiều cuộc thi. Nhưng bây giờ em làm ca sĩ rồi, em có nghĩ rằng là một ngày nào đó em trở lại với các cuộc chinh chiến về nhan sắc không? Tại vì bây giờ rất là nhiều bạn đã thành danh ở bên ngoài và quay trở lại các cuộc thi hoa hậu để truyền cảm hứng. Dạ. Còn với em thì sao? Em nghĩ đó cũng là một ý kiến hay. Tại vì thật ra là em thi nhiều cuộc thi, tại vì hồi xưa là người ta chỉ có thể gọi là tìm được cái tên tuổi mình vào những cuộc thi nhan sắc thôi. Phải nói là như vậy, tại vì hết cuộc thi model thì lại đến hoa hậu lại đến model, thì nó chỉ như vậy thôi. Thì mình muốn được người ta biết đến thì mình chỉ thi những cuộc thi. Nhưng mà đến bây giờ thì cái nền công nghiệp giải trí của mình nó đã phát triển rồi, thì không chỉ những cuộc thi đó mà mình vẫn có thể ra những sản phẩm, hoặc là đóng phim, hoặc là có nhiều cái cách để mình có thể hoạt động nghệ thuật. Nhưng mà khi mà đến thời điểm hiện tại thì em vẫn ra nhạc, vẫn có nhiều dự án. Nhưng mà nếu mà để mà trở lại một cuộc thi thì nó cũng là một ý kiến hay. Tại vì mình đã trải qua nhiều rồi, mình đã chinh chiến nhiều, mình đã có kinh nghiệm rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần hoàn thiện bản thân mình nữa thôi. Thì em nghĩ là cũng là một cái gì đó nó sẽ
ghi điểm chẳng hạn kiểu vậy. Tại vì hồi xưa là chỉ có thi thôi, sân khấu nó rất là ít, nhưng mà bây giờ sân chơi nhiều rồi, mình cũng đã chơi nhiều rồi thì mình đã biết được mình đã là ai và mình cần cái gì, thì nếu có thi thì mình chỉ để quay lại để mình chinh phục thôi. Chị hỏi một cái điều như thế này đó, rằng là bởi vì em cũng có nhiều những cái khác biệt, cho nên là chắc chắn là sẽ gặp phải cái tình trạng như là body shaming hay là face shaming. Em có gặp phải không trong cái công việc của mình hàng ngày? Nếu mọi người mà xem những cái tin tức về em mà có cái phần bình luận đó, thì mọi người sẽ thấy. Tại vì cái tỷ lệ mà mọi người comment trong cái phần bình luận đó, mà cái tỷ lệ mà những người mà body shaming em rất là cao luôn. Và nhiều khi mình rất là ngại đọc những cái comment đấy. Phải nói là em chán đọc những cái đó luôn. Là em không đối diện với nó. Hồi trước thì em có đối diện. Không, em vẫn đọc, nhưng mà bây giờ em chán rồi, tại vì nó cứ mãi như vậy thôi. Nó không tác động đến em nhiều nữa về mặt tâm lý. Dạ đúng rồi. Chứ mới đầu em đọc những cái tin tức đó, cái cảm giác, cảm xúc của em như thế nào? Thì mình vẫn là con người mà mình vẫn biết buồn chứ. Nhưng mà khi mà mình nhận định mình đã làm, mình theo cái con đường này thì mình phải chịu những cái ý kiến số đông. Và người ta thì có quyền bình luận, và mình có quyền đọc hoặc là không đọc, hoặc là để tâm hoặc là không để tâm. Và em là cái người bị body shaming rất là nhiều. Người ta sẽ nói là người mẫu gì mà mập vậy. Người mẫu gì mà mập vậy. Người mẫu gì mà mặt không có được đẹp, hoặc là đen vậy. Nhìn không được sạch, dơ vậy, kiểu vậy á. Thì mỗi người mỗi ý kiến thôi. Đối với mình cảm thấy ok với lại chính bản thân mình thì mình sẽ thấy happy. Khi mình happy thì mình sẽ thoải mái. Thoải mái thì mình mới làm được những cái gọi là những cái định hình, định hướng mà mình muốn cho người ta thấy. Ngày qua ngày thì mình sẽ cho khán giả được cái nguồn năng lượng tích cực mà mình mang đến, và người ta sẽ hiểu được cái body shaming nó không có tốt. Nhưng mà có bao giờ bây giờ với một Mai Ngô trưởng thành hơn, em muốn xóa một cái hình ảnh nào đó hay là những cái điều em đã từng phát ngôn trước đó trong những cái hình ảnh đã gắn nhãn em trên các TV show? Chia sẻ thật thì mình có muốn gọi là lên kế hoạch cho hình ảnh của mình xuất hiện trên truyền thông như thế nào thì cũng khó lắm chị. Tại vì cái người của em nó thật quá, mình khó để mà diễn lắm. Nên là câu hỏi tới thì mình cứ trả lời, tình huống tới thì mình cứ phản ứng đúng như cái người của mình thôi. Và để mà mình quay lại thời gian mà mình muốn xóa một cái hình ảnh nào á, thì em nghĩ là có rất nhiều cái để xóa luôn á. Và em thấy là đối với những cái hình ảnh mà mình muốn xóa thì nó cũng khó lắm chị, tại vì nhiều quá mà để mà nghĩ lại thì nó là con người thật của mình. Mình chấp nhận, đúng rồi. mình phải thay đổi cái góc nhìn của mình về cái những hình ảnh của mình trên xã hội để mình có thể chấp nhận, tại vì nó thật sự là con người của mình rồi. Mình có muốn xóa cũng không được, mình muốn thay đổi cũng không được. Lần sau mình vẫn sẽ như vậy thôi. Em là một người trẻ, và là bây giờ các bạn trẻ nếu mà tham gia nghệ thuật nói riêng cũng như là nhiều lĩnh vực khác thì vô tình là tự tạo cho mình một cái áp lực. Và do đó cũng có khá nhiều bạn là lựa chọn là dừng lại con đường sự sống của mình vì những cái áp lực nào đó. Đúng không ạ? Nhất là ở bên nước ngoài, Việt Nam mình thì ít hơn, nhưng mà okay. Ở hoạt động showbiz ở thế giới chẳng hạn, thì không biết là riêng với bản thân em thì có bao giờ em rơi vào cái tình trạng gặp tâm lý khi em tham gia nghệ thuật hay là gặp áp lực trong cái công việc và cuộc sống của em không? Cái đó là điều đương nhiên rồi, tại vì công việc mà mình sẽ có áp lực. Và đặc biệt đối với cái nghề này thì khi mà mình gặp những cái chuyện gọi là không hay đến với mình thì mình sẽ cảm thấy nó cực kỳ nặng nề luôn, tại vì nó còn ảnh hưởng nhiều đến gọi là tinh thần, vì lúc đó mình sẽ suy nghĩ là hình ảnh của mình mọi người đang hướng tới là như thế nào, mọi người đang nghĩ mình gì về mình, rồi mình rất là bị gọi là bế tắc. Và cái khoảng thời gian đó thì đối với em nó cũng đã qua rồi. Và khi mà mình nhìn lại thì mình thấy là trong lúc đó mình cũng đã bình tĩnh, và nói chung chuyện gì nó cũng đã
qua thì chuyện gì qua nó cũng sẽ, chuyện gì tới thì cũng sẽ qua thôi. Nhưng mà đó là một Mai Ngô bình tĩnh, nhưng mà có bao giờ em nghĩ đến một cái chiều hướng xấu hơn không? Trong lúc đó thì rất là buồn, rất là áp lực, rất là nặng nề luôn. Và mình cũng có suy nghĩ nhiều cái, nhưng mà thật ra thì bản thân em cũng là một cái người mà yêu bản thân. Em không có để cái những cái suy nghĩ tiêu cực đó ám ảnh mình nhiều. Và trong lúc đó thì khi mà xảy ra cái scandal đó thì em cũng hướng mình tới những cái gì đó nó yêu đời hơn, đó là việc tập thể dục nè, rồi em nghe nhạc nhiều hơn. Và đó cũng là cái khoảng thời gian mà dẫn em đến rap. Và kiểu mình mặc kệ những cái chuyện xảy ra xung quanh mình á, và mình chỉ tập trung vô nghe cái bài đó và mình cảm nhận cái năng lượng của người nghệ sĩ đó, kiểu kiểu vậy. Và vô tình mình thích rap. Em yêu bản thân mình nhiều quá thì chị hỏi một câu hỏi là em yêu cái gì nhất trên cơ thể của mình? Có một cái điểm mà em rất là khác người, đó là cái vòng ba em nó rất là to. Không khác đâu nha, giống chị đó. Vậy là chị em mình tại người giống nhau. Đúng rồi. Nhưng mà nó to bất thường luôn. Thì ngay cả lúc mà mình xuống cân nó vẫn như vậy, nó không xuống. Thì em nghĩ cái đó là cái điều đặc biệt mà em yêu thích ở cơ thể. Nhưng mà thật ra bây giờ là xu hướng đó, mọi người đang phải tập để cho nó trở nên là đẹp hơn, nó to hơn. Tại vì thời trang hay là vóc dáng nó sẽ thay đổi tùy theo thị hiếu của từng cái thập niên khác nhau. Và bây giờ mọi người đang hướng đến cái vóc dáng hơi châu Mỹ một chút xíu ha. Ngực là cái vòng nhỏ, ba là phải to. Ngực nhỏ mà vòng cho ba nên vô thì tình to. Là chị em mình thành xu hướng mới. Nói chung là để mà có được cái vòng ba là một cái quá trình rất là dài, khổ. Mà mình sinh ra mình đã may có mắn. May mắn. Đúng rồi, mình sinh ra mình đã to sẵn rồi. Nên mình chỉ cần tập cho nó săn thôi. Thôi thì bây giờ mình sẽ nói đến cái câu chuyện là chia sẻ những cái bí quyết làm sao mà em có được cái nguồn năng lượng tốt. Ví dụ như là rõ ràng là chị gặp lại em rất là lâu cho đến bây giờ thì em luôn luôn có một cái vóc dáng, nó không phải là nhẹ nhàng, thanh thoát mà nó sẽ mang cái yếu tố là năng động, trẻ trung và người ta hay gọi sporty á. Thì làm sao em có thể giữ được cái vóc dáng này của mình bằng cách là em nhảy múa hay là em tập thể dục như thế nào, với cường độ ra sao? Thực ra thì hiện tại em không còn đi người mẫu nữa. Nên là về cái việc mà giữ cho cái body của mình nó gọi là gầy với lại vừa đủ để mà mình có thể đậu casting cho những show model á, thì mình không cần phải làm những cái đó nữa. Nên hiện tại là em rất là ăn uống healthy, cũng như là tập luyện và lúc nào cũng giữ cho mình cái nguồn năng lượng đủ để mà mình có thể chơi những cái môn thể thao, hoạt động cuộc sống bình thường hàng ngày mà không cảm thấy mệt mỏi. Và để chị nghe cái câu chuyện về việc là bên cạnh cái việc tập luyện theo đúng cái sở thích của em, nó không đi theo cái hướng là tiêu chuẩn nữa mà theo cái hướng rằng là để cho mình khỏe, mình đẹp, thì em có nói đến cái việc ăn uống healthy nữa. Và đây cũng là một cái xu hướng chung của thế giới. Như chị là chị ăn chay nè, chị ăn chay mấy năm nay rồi. Và chị thấy đây là một cái đời sống xanh rất là lành mạnh, nó sẽ phù hợp với chị. Còn em thì em ăn uống như thế nào để theo em nó là healthy theo cái khái niệm của em? Em thì ăn những cái chế độ dinh dưỡng của một cái người gọi là năng động. Là một ngày mình phải nạp mà cỡ khoảng 2.000 đến 2.500 calo. Thì mình sẽ tính calo để mà mình ăn. Mình không có hạn chế món ăn, mình chỉ hạn chế những cái thứ gọi là nó không có xanh với môi trường, xanh với cơ thể của mình á, thì mình sẽ hạn chế những cái đó và từ từ cắt giảm. Theo em thì em lại rất là thích ăn chay, nhưng em không ăn chay được tại vì em hoạt động nhiều quá, nó làm em bị chóng mặt. Nhưng mà em lại thích hướng mình, sắp tới em sẽ muốn thử sức trong việc ăn thô. Ăn thô là không có qua nấu nướng, mình sẽ có ví dụ như là trái cây nè, rồi là sẵn như thế nào thì mình sẽ ăn như thế đấy. Không có phải chế biến nhiều, thì như vậy thì mình sẽ hạn chế được cái nhiệt đưa vào người. Và nói chung đó là một cái gọi là sắp tới em muốn thử sức thôi. Còn bây giờ em vẫn ăn bình thường. Không biết là trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Mai Ngô có muốn chia sẻ thêm điều gì để giúp cho mọi người hiểu hơn về Mai Ngô hay không? Đến với chương trình đó là một cái điều rất là tự hào, tại vì mình là một cái khách mời có thể truyền được cảm hứng cho mọi người. Không phải là về cái hình ảnh người mẫu của mình không quá đẹp để mình truyền cảm, nhưng mà những gì mình đã làm, những gì mình đã trải qua, mình có thể tạo được cái cảm hứng tích cực, thì đó là một cái cống hiến mà
nghệ thuật lớn lao mà Mai nghĩ là rất là ý nghĩa với Mai. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ có được nhiều sản phẩm cũng giống như là cái hình ảnh gọi là tươi đẹp, nhiều cảm hứng hơn để truyền cho khán giả. Và cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình này. Và quý vị biết rằng là ngày hôm nay để có một không gian trò chuyện rất là thân mật và ấm cúng như thế này của Bảo Anh và Mai Ngô thì cảm ơn đơn vị tài trợ địa điểm. Đó chính là khách sạn, căn hộ dịch vụ 5 sao Seafood Suites Sài Gòn, trực thuộc đó là công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor đã mang đến một cái địa điểm tuyệt vời này. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đơn vị thực hiện chương trình Talk Show Gõ Cửa Trái Tim là Kevalin và đơn vị đồng hành là Trầm Hương Nguyễn. Và quý vị nhớ là tiếp tục ủng hộ cho chương trình vào khung giờ quen thuộc là 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên YouTube của Kevalin, cũng như sẽ được phát trên các truyền hình của Mỹ và Việt Nam quý vị nha. Và bây giờ thì Bảo Anh và Mai Ngô xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.